Quý nhân nâng đỡ, bốn con giáp này cập giữ hóa lành, gặt hái thành công trong tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được những điều tốt đẹp và tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học có nói trời sinh mỗi người một số mệnh, con người thường đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tâm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Xem tử vi 12 con giáp, các nhà tử vi học cho thấy trong năm Canh Tý 2020 này, có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó, cũng có những con giáp gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt là ba con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Thời điểm nửa đầu năm, họ chưa cảm nhận được rõ vận may của mình. Nhưng về cuối năm là thời điểm vô cùng may mắn. Đây là thời điểm vàng đối với những con giáp này, họ có cơ hội lội ngược dòng, nhiều hồng phúc tề thiên trời ban và quý nhân phù trợ, nhờ đó mà đổi thay theo chiều hướng tích cực. Vậy những con giáp may mắn này là con giáp nào? Họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm từ đầu tháng 12 âm lịch cho đến hết năm 2020? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Đầu tiên là tuổi Sửu. Người tuổi Sửu thường là những người có đầy đủ những phẩm chất tốt. Họ được biết đến bởi tính cách cần cù, chăm chỉ. Họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế, có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Những ai sinh vào năm Sửu thường nhân nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được bao sóng gió của cuộc đời. Nhưng có đôi khi tính cương quyết của họ khiến họ trở nên bướng bỉnh, cứng nhắc. Bởi lẽ, một khi đã quyết định thực hiện điều gì đó, họ khó có thể thay đổi mục tiêu của mình. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Sửu lại bị tuột mất cơ hội. Họ cần chăm chỉ học hành, nỗ lực, học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Cũng nhờ vậy mà tử vi có nói người tuổi Sửu sẽ phải đối diện với thử thách trong tháng 12 âm lịch. Nhưng đây cũng là lúc để bạn thể hiện rằng mình đủ năng lực để tiến tới một vị trí cao hơn. Hãy chứng tỏ cho mọi người cùng biết khả năng của mình. Trong tháng cũng nhờ các tinh nâng đỡ, bản mệnh dường như không cảm nhận thấy rằng công việc mà mình đang đảm nhiệm vất vả đến thế nào. Có thể là vì bạn tìm được niềm vui trong công việc, nên bao nhiêu khó khăn đã tan biến từ lúc nào không hay. Thêm vào đó, tiếp xúc nhiều với những vấn đề hóc búa trong công việc khiến bản lĩnh của bạn được rèn luyện để trở nên vững vàng một cách nhanh chóng. Khi đứng trước khó khăn, bạn sẽ có cơ hội nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, ai sẽ là quý nhân, nâng đỡ và định hướng tương lai giúp mình. Vậy nên, trong thời điểm cuối năm, bản mệnh hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. 2. Tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Họ rất tốt bụng,
nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tử vi có cho thấy trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Mão may mắn gặp được quý nhân. Vì thế, mọi việc trở nên thuận lợi hơn nhiều, bạn sẽ tháo gỡ được những khó khăn trước đây. Hãy nhớ rằng, công việc càng nhiều, càng vất vả bao nhiêu thì cơ hội thăng tiến lại càng tăng, tỷ lệ thuận bấy nhiêu. Hãy tin rằng, ông trời sẽ không phụ lòng bạn. Đây là giai đoạn đặc biệt may mắn mang đến cho bạn những cơ hội ngàn năm có một. Nếu đã nỗ lực nhiều trong năm qua, giờ là lúc bạn có thể tận hưởng thành quả và suy nghĩ về hướng đi trong tương lai. Bên cạnh đó, quý nhân còn hỗ trợ cho người làm kinh doanh cơ hội phát tài, phát lộc trong thời gian này. Khi bạn có được sự uy tín trong công việc thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác, hứa hẹn, có nhiều hợp đồng mới phát sinh mà lại cho bạn nguồn lợi nhuận đáng kể. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. 3. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, mà ngược lại rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. Hơn nữa, ẩn sau đôi mắt tinh ý đó là một bộ óc luôn phân tích, giúp cho những ai thuộc cung mệnh này có được tính tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra mấu chốt cho từng vấn đề cũng như giải quyết chúng một cách ổn thỏa. Người tuổi Tỵ còn được trời phú ban cho sự thông thái và hiểu biết, triết học một cách sâu sắc về những đổi thay của cuộc đời. Đó là tài năng và thực tế, cũng là do họ cần có cuộc sống bảo đảm về tài chính. Một cuộc sống đầy xung đột và hỗn loạn không dành cho người tuổi Tỵ. Bởi lẽ, họ yêu hòa bình và thích tĩnh lặng. Họ hướng về tinh thần hơn là về vật chất. Rắn thích ngồi suy ngẫm và ghét bị quấy rầy. Rắn thiên về chất hơn là về lượng. Hơn nữa, những người tuổi Tỵ trẻ tuổi là con giáp chí khí, có nhiều cơ hội để rèn luyện, giúp bạn trở nên trưởng thành hơn. Vì thế, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Nếu đã không ngừng cố gắng, vấp ngã và tự đứng lên trong suốt khoảng thời gian qua, thì thời điểm tháng 12 âm lịch là lúc con đường sự nghiệp trở nên hanh thông hơn. Sự kiên trì của bạn ắt đã khiến những người quyền cao, chức trọng, chú ý và dành cho bạn những cơ hội để phát triển. Trên phương diện kinh doanh, bạn cũng bắt gặp được những người có tư duy đột phá, giàu sức sáng tạo trong công việc. Nếu bản mệnh học được cách tư duy khác lạ của những người đi trước, thì chính bạn sẽ trở thành một người thành công. Bạn có thể đi theo những con đường mới mẻ để thu được lợi nhuận từ đó. Cùng với đó, quý nhân cũng giúp bạn đưa ra những ý tưởng thú vị vừa táo bạo nhằm áp dụng lý thuyết vào thực tế, cải thiện túi tiền của mình. Cho nên, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo và minh mẫn, từ đó có thể phát triển vượt trội vào dịp cuối năm, thì tuổi Tỵ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc, vì thế được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho tuổi Tỵ trong thời gian sắp tới. 4. Tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Họ là những người vị tha, luôn sẵn sàng che chở, an ủi, động viên người khác. Tính cách gắn liền với người tuổi Tuất là sự thẳng thắn, trung thực, công bằng, hào hiệp, dũng cảm, cần cù, hiếu học, có tinh thần cộng đồng cao, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân,
không chú trọng đến tiền bạc nhưng lại có năng lực kiếm tiền. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, số phận mâu thuẫn, đối lập nhau. Trong bất kỳ việc gì, họ vẫn vừa có thể thực hiện lý tưởng, vừa có thể thu hoạch lợi ích vật chất. Đôi khi, ở khía cạnh tiêu cực, họ là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Tuy nhiên, những đức tính này chỉ là phần phụ, cái chính là sự hào phóng, tốt bụng hay quan tâm, giúp đỡ người khác. Người sinh năm Tuất nói chung là người chính trực, giàu lòng chính nghĩa. Họ là người trượng nghĩa, ngay thẳng, chân thành, không cố làm ra vẻ ta đây, rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện, nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế, người tuổi Tuất biết cách sống hòa bình với mọi người. Bước sang tháng mới, người tuổi Tuất tốn khá nhiều công sức cho việc di chuyển. Bạn sẽ cảm thấy mình khá tất bật, thậm chí là vất vả. Tuy nhiên, việc đi lại sẽ mang cho bạn nhiều kiến thức bổ ích, gặp được nhiều đối tượng thành công, xứng đáng để học hỏi. Vì thế, đừng từ chối nếu nhận được nhiệm vụ phải đi công tác. Sau mỗi một chuyến đi, bạn sẽ trở nên trưởng thành hơn, thậm chí có cơ hội để tiến xa hơn nữa. Bên cạnh đó, với lối suy nghĩ độc đáo và phá cách, bạn nên đề xuất hướng đổi mới với cấp trên. Bạn có thể giúp công ty nhanh chóng thích nghi với những chuyển biến không ngừng của xu thế thị trường. Công lao của bạn sẽ nhanh chóng được cấp trên ghi nhận và được trả công xứng đáng. Thời điểm này, quý nhân có thể chính là cấp trên của bạn. Để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn, thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Tuất hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong những năm tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.